Xin chào mọi người, hôm nay bà ngoại và Kim sẽ làm món mì nướng kiểu Ý. Món này rất lạ nhưng mà cực kỳ ngon luôn. Mọi người cùng vào bếp với bà cháu Kim nha. Nguyên liệu cho món mì nướng kiểu Ý chúng ta cần: 1 muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê muối, điều, 1 hộp cà chua bi, 1 hộp nước cà chua, ngò, hành tây, bông cải xanh, nấm, thịt bò xay hay thịt heo xay cũng được. Một khay như thế này, mì bảng to và phô mai. Chúng ta cắt ngò. Giờ chúng ta cắt hành tây. Chúng ta cắt thành xong rồi. Nấm chúng ta cắt nhỏ ha. Giờ chúng ta cắt bông cải xanh. Các bạn có thể dùng loại rau khác nhau như ớt chuông hoặc cà rốt, hay các bạn không để rau cũng được, nhưng mà nhà Kim ăn rau cho nó tốt hơn nha. Khay này á, Kim dùng khoảng 3 cái miếng mì mỗi lớp, nên Kim sẽ dùng để 3 lớp thì Kim sẽ nấu 9 cái nha. Kim đã chuẩn bị một cái chảo với nước sôi. Kim dùng cái chảo tại vì có khi cái nồi á, nó không có đủ chiều dài cho cái mì nha, nên Kim sẽ dùng cái chảo. Chúng ta sẽ luộc trong nước sôi 8 phút nha. Cho cái để đó. Rồi chúng ta đậy nắp lại nha. 8 phút xong rồi, chúng ta vớt mì ra và rửa trong nước lạnh. Rửa với nước lạnh. Các bạn khéo tay nha, sợ mấy cái nuôi này nó bị đứt lên, có khi nó mềm quá. Các bạn có thể làm như vậy cũng được, cho mình nó không có bị nát. Rồi, chúng ta tắt nước và để cho nó ráo. Bây giờ chúng ta xào hành tây. Hành tây thơm rồi, chúng ta để nấm vào. Chúng ta để thịt vào nha.
Hôm nay Kim dùng nửa ký thịt xay. Kim để bột nêm nè. Và muối. Kim sẽ cho 100ml nước dừa nha. Chúng ta đảo đều lên. Mùi rất là thơm luôn các bạn. Nhìn rất là ngon. Bây giờ chúng ta sẽ cho broccoli vô nha. Rồi chúng ta đã đều lên. Rồi chúng ta để chút xíu tiêu. Rồi, chúng ta xong rồi. Chúng ta xếp thịt và mì vào khay. Rồi, chúng ta xếp một lớp mì trên nha. Chúng ta
ta để một lớp thịt nữa. Giờ chúng ta cho một cái lớp ngò. Nhìn rất là hấp dẫn luôn các bạn. Rồi, chúng ta xong rồi, chúng ta đi bỏ vô lò nướng nha. Trước khi chúng ta nướng, chúng ta sẽ để một miếng giấy bạc ở trên để bọc cái này lại. Kim đã bật lò 400 độ F rồi, bây giờ Kim sẽ để vào nướng nha. Độ ép chúng ta nướng 45 phút nha. 45 phút đã xong rồi, chúng ta lấy nó ra nha. Chúng ta lấy cái giấy bạc ra nha. Bây giờ Kim sẽ cắt ra để chúng ta cùng thử nhé. Bây giờ chúng ta cùng thưởng thức nha. Các bạn xem nào, món của chúng ta có ngon không? Mình cũng thấy thích nhé. Rất ngon các bạn. Tuyệt vời. Rau củ, ăn với rau củ nó đỡ ngán. Ăn với phô mai không? Rất ngon luôn. Thơm lắm các bạn. Rất ngon luôn á. Tuyệt vời. Này, ăn vào cái phô mai rất béo và thơm. Thịt và rau ăn vào mà ăn vừa đậm đà, ngon. Cho nhiều rau tốt cho sức khỏe các bạn ạ. Khi mà đã món này, trẻ em và người lớn cũng đều thích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thích video này, các bạn hãy chia sẻ, đăng ký kênh YouTube của Kim và bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ video mới của Kim. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Xin chào.